Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Cần Sáng Tạo sẽ đi test thử khẩu súng cồn mà hôm bữa mình mới làm xong này. Hôm nay mình sẽ đi mình sẽ làm test ở như khoảng cách hơi xa nha. Để coi độ chính xác với độ xa nó được bao nhiêu mét nha. Được rồi. Hôm nay mình sẽ làm. Mong các bạn ủng hộ. Thấy hay thì share, like và subscribe kênh của mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nha. Ok, bây giờ mình có 4 lon bia Tiger đang để trên đống gạch đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ bắn thử như khoảng cách khoảng chừng cái chỗ này khoảng chừng 60 mét đó các bạn ạ. Đây. Khoảng cách đây khoảng chừng 60 mét đấy. Tới đây mình đứng là phải 60 mét nha. Rồi. Rồi các bạn thấy chưa? Bây giờ mình sẽ bắn rớt từng lon một. Không biết cái tài thiện xạ của mình biết bắn được rớt được không, nhưng mà không thử làm sao mà biết, đúng không bạn? Ok, mình vừa vừa cầm vừa quay á, vừa bắn vừa quay á, nên là nếu có sơ sót gì thì mong các bạn thông cảm nhá. Ôi sệt, lần đầu tiên mình bắn như thế này mà rớt cả hai một lúc hai lon các bạn ạ. Các bạn thấy tài thiện xạ của mình thế nào? Rồi bây giờ mình sẽ nạp đạn và bắn tiếp phát thứ hai nhá. Được rồi, mình mới nạp đạn xong nha các bạn. Lúc nãy mình bắn phát đầu tiên luôn đấy. Trong đời mình chưa bao giờ cầm súng cồn mà mình bắn khoảng cách thế này mà mình bắn rớt được hai lon một lúc đâu. Lần đầu tiên mình ngắm bắn luôn á, không có tia laser, không có gì hết nha các bạn. Đấy, ở đây có sẵn luôn một đàn gà này. Một đàn gà nhà mình đấy. Đây, trước khi bắn thì mình xin quảng cáo luôn một đàn gà nhà mình đây này. Đấy, các bạn thấy không? Nếu như cái video này các bạn chia sẻ mạnh, like nhiệt tình và subscribe cho mình thì khoảng được 10.000 đi. Thì mình sẽ bắn gà luôn nha. Mình sẽ dùng khẩu súng này mình bắn gà luôn. Bắn một con gà là bất kỳ nào nha. Khoảng cách chắc 10 mét đi ha. Đấy, thử thách của mình là clip sau đấy nha. Nếu như các bạn ủng hộ mình nhiệt tình nha. Mình bắn gà bằng bằng cái này là nó gục thôi. Là vô thịt luôn nha. Các bạn muốn làm món gì thì các bạn cứ comment ở phía dưới ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắn phát thứ hai này. Không biết có trúng hay không đây nha, bắn thứ hai. Chắc phát đầu xâm rùi thôi các bạn ạ. Phát đầu lần đầu tiên bắn mà trúng thì không tin được nha. Phát thứ hai nha. Hit rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ khoảng cách vẫn không thay đổi nha. Mình sẽ bắn lại cho các bạn xem một lần nữa nha. Ơi, ôi xem, chưa kịp bắn mà đã rớt là sao nhỉ? Ý trời à? Nãy chưa kịp bắn mà nó đã rớt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bắn lại. Khoảng cách muốn thay đổi nha các bạn. Một lon rớt tiếp. Còn có một lon thôi các bạn ạ.